Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà." Nghe lời đó, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng David tổ tiên người, và người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn thuở muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria mới thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào được, vì tôi đây không biết đến chuyện người nam." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ, bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Xin mời ngồi. Sáng nay chúng ta sẽ chia sẻ một chút ít về hình ảnh và con người của Đức Maria, ta gọi là chân dung tuyệt vời nhất của lòng Chúa xót thương. Thánh Alphonso là một trong những vị thánh có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Dĩ nhiên thánh nào cũng có lòng sùng kính Đức Mẹ hết ấy. Nhưng mà có những vị thánh nổi bật về lòng sùng kính Đức Maria, ví dụ như thánh Alphonso, thánh Louis de Montfort, thánh Bernardo và rất nhiều những vị thánh khác. Thì khi nói về thánh Alphonso thì ngài có những cuốn sách viết ra để ca ngợi hình ảnh tuyệt đẹp của Đức Maria. Và một trong cuốn sách đó nổi tiếng cho đến ngày hôm nay, đó là Vinh Quang Đức Mẹ. Thì trong đó, ngài chia sẻ riêng về phần với tước hiệu Đức Maria mà giáo hội chúng ta gọi, hay đúng hơn là Thánh Bernardo gọi Đức Mẹ là mẹ của lòng xót thương. Chúng ta đọc kinh Lạy Nữ Vương bằng tiếng Việt, chúng ta đọc thế này: Lạy Nữ Vương, mẹ nhân lành, hay còn gọi là mẹ xót thương. Tiếng Anh chúng ta đọc thế này: Hail Holy Queen, Mother of Mercy, có nghĩa là mẹ của lòng xót thương. Hay là tiếng Latin chúng ta hát kinh Salve Regina, chúng ta gọi là Mater Misericordiae, có nghĩa là mẹ của lòng xót thương. Thì khi mà chia sẻ về tước hiệu mẹ của lòng xót thương, thì thánh Alphonso kết luận, sau khi mà đã chia sẻ lắng nghe đoạn lời Chúa chúng ta mới vừa nghe biến cố truyền tin á, ngài nói rằng ngay sau khi Đức Mẹ
cúi đầu xin vâng đứng trước thánh ý của Thiên Chúa, thì ngay lập tức lúc đó mẹ trở nên là một nửa trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và như thể Thiên Chúa tách làm đôi vương quốc của Thiên Chúa ra làm hai phần. Một phần là vương quốc của sự công chính, mà Đức Kitô là vua của công chính. Một bên khác là một thế giới mà Alfonso gọi là thế giới của lòng xót thương, The Kingdom of Mercy, mà trong đó Đức Maria Ngài gọi là nữ hoàng của vương quốc đó. Đó là một hình ảnh mà các thánh dùng để diễn tả về tầm quan trọng là khi đối diện với Đức Công Bằng Công Chính thì Đức Kitô là vị vua. Nhưng khi nói về lòng thương xót, yêu thương, tha thứ thì Đức Maria là người đứng đầu. Có nhiều lý do tại sao giáo hội và các thánh gọi Đức Mẹ là mẹ của lòng xót thương. Thì ở đây Ngài chia sẻ đến ba lý do lớn nhất tại sao Đức Mẹ được gọi là mẹ của lòng xót thương. Thứ nhất, ta dễ hiểu là bởi vì Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu ta gọi Ngài là vua cả trời lẫn đất. Ta mừng lễ Đức Kitô vua vào ngày nào trong phụng vụ mình nhỉ? Ta mừng lễ Đức Kitô vào tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ. Tóm tắt tất cả, cả trên trời dưới đất đều dưới quyền của vị vua Kitô. Mà nếu Đức Kitô là vị vua Kitô cả trời lẫn đất thì mẹ của vua gọi là gì? Mẹ của vua gọi là hoàng hậu, là queen. Mẹ của vua là hoàng hậu. Cho nên nếu Đức Kitô là vị vua mà vua đó là tình yêu, ngày hôm qua lẫn hôm nay chúng ta chia sẻ xoay quanh chủ đề Thiên Chúa là tình yêu. Mà nếu bản chất của Thiên Chúa là tình yêu thì người mẹ cưu mang Thiên Chúa đó, ta nghĩ vai trò của mẹ còn quan trọng như thế nào. Cho nên ngay sau khi mẹ cúi đầu đầu phục trước thánh ý của Thiên Chúa đối với sứ thần Gabriel, mẹ chính thức trở nên hoàng hậu cả trời lẫn đất. Mà hoàng hậu đó, vương quốc của mẹ là vương quốc của lòng xót thương. Cho nên rất đúng và rất hay là Thiên Chúa không phải là Ngài không xót thương. Ngài là một Thiên Chúa tình yêu mà. Nhưng Ngài muốn tất cả những gì gọi là ngọt ngào nhất, tha thứ nhất, hiền hòa nhất, nhã nhặn nhất, khoan dung nhất, Ngài muốn trao cho Đức Mẹ. Và Ngài muốn tất cả những ân sủng đến từ lòng thương xót của Chúa là phải qua sự trung gian của Đức Mẹ. Chẳng phải vì mẹ xứng đáng, nhưng Chúa muốn vậy. Mẹ là mẹ của con Thiên Chúa, cho nên mẹ đáng được hưởng như vậy. Cho nên lý do đầu tiên tại sao Đức Mẹ được một đặc ân với tước hiệu là mẹ của lòng xót thương là bởi vì Ngài là một người mẹ của vua Kitô, mà Đức Kitô đó là tình yêu Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần của ba ngôi Thiên Chúa. Thứ hai, đó là bởi vì Đức Maria trở nên người đầu tiên, người đầu tiên đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, cụ thể là qua đặc ân có 102 là ơn vô nhiễm nguyên tội. Ngay từ khi ở trong cung lòng của bà Thánh Anna, giây phút đầu tiên thụ thai, Đức Mẹ đã được Chúa gìn giữ và ban ơn một cách đặc biệt. Ơn có 102 là ơn vô nhiễm nguyên tội. Ơn này mẹ có được không phải là bởi vì mẹ xứng đáng, mà mẹ cũng chẳng hỏi, bởi vì mẹ đâu đã có đâu mà hỏi.
Chúng ta cứ thử nghĩ thế này dễ hình dung. Ở trong này có rất nhiều các bà mẹ. Khi chúng ta sinh con mình ra, con mình còn nhỏ, nó chưa biết nói, chưa biết nghe, chưa hiểu được. Ví dụ như em bé chẳng hạn đấy. Nhưng mà người mẹ không cần con hỏi, chẳng cần con xin. Người mẹ biết cái gì tốt nhất cho con của mình, người mẹ làm. Đó là hình ảnh mà các thánh dùng đối với Đức Maria. Khi Đức Mẹ còn đang trong lòng của bà Thánh Anna đấy, mẹ biết gì đâu. Nhưng Chúa muốn phú ban ơn cao trọng nhất xuống cho mẹ. Ơn đó là ơn Chúa gìn giữ, Chúa ban trước cho Đức Mẹ, ngay cả trước khi con của Thiên Chúa vào đời, trước khi con Thiên Chúa chịu chết. Mẹ được một đặc ân được gìn giữ ngay từ giây phút đầu, được ơn vô nhiễm nguyên tội. Và khi mẹ nhận ơn vô nhiễm nguyên tội đó, đó là dấu hiệu rất rõ của lòng thương xót Chúa Cha. Cho nên mẹ trở nên, tiếng Việt ta gọi là một kiệt tác của lòng thương xót Thiên Chúa Cha. Tiếng Mỹ ta gọi kiệt tác là một cái masterpiece, một cái masterpiece of mercy, một kiệt tác của lòng thương xót. Bởi vì mẹ không xứng đáng này, mẹ không kịp hỏi, mà mẹ cũng chưa hỏi, nhưng Thiên Chúa ban cho mẹ vì một ơn có thể nói là không xứng đáng. Cho nên ơn thương xót mà tất cả chúng ta nhận trong cuộc sống của mình, không ai là người đáng để nhận ơn đó, mà chúng ta cũng chẳng biết tầm quan trọng của ơn đó để mà ta xin nữa cơ. Cho nên ơn mà Chúa ban cho mình, ơn lòng thương xót đặc biệt ban cho chúng ta, không phải là bởi vì chúng ta xứng đáng, chẳng phải vì chúng ta lên tiếng xin trước, bởi vì Thiên Chúa là người yêu chúng ta trước. Nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta một ơn, có thể là nói là ơn vô điều kiện. Chúng ta chưa kịp hỏi, Chúa cũng đã ban cho chúng ta rồi. Cho nên lòng thương xót của Thiên Chúa nó đặc biệt ở cái điểm đó. Không dựa trên tiêu chuẩn của người nhận, không dựa trên điều kiện đòi hỏi của người nhận, nhưng hoàn toàn do lòng thương xót của người cho. Đó là Thiên Chúa Ba Ngôi phú ban cho mẹ, và mẹ trở nên kiệt tác của lòng thương xót Chúa. Cho nên bởi vì vậy, khi Đức Kitô con Thiên Chúa ở trong cung lòng mẹ, mẹ trở nên nhà tạm đầu tiên cho nhân loại. Và một khi Chúa ở trong lòng mẹ, chúng ta thấy sau biến cố truyền tin xong, hành vi đầu tiên của Đức Mẹ làm là hành vi đi thăm viếng bà Elizabeth. Và các thánh nói rằng việc Đức Maria đi từ Nazareth qua tận Elizabeth từ để mà thăm chị họ của mình, đó là cuộc rước kiệu thánh thể đầu tiên trong lịch sử ơn cứu độ. Đó là cuộc rước kiệu thánh thể đầu tiên, mà người đầu tiên cử hành nghi thức rước kiệu đó là Đức Maria. Nhà tạm để cho lòng thương xót ở trong đó là Đức Maria. Cho nên Elizabeth trở nên hình ảnh tiêu biểu của nhân loại chúng ta. Mẹ mang cả một thế giới của Thiên Chúa, đấng bản chất là tình yêu, là lòng thương xót. Mẹ mang cả một thế giới đến cho nhân loại của chúng ta. Hình ảnh đó được ghi lại nơi con người của Elizabeth. Mà cũng vậy, ta thấy rất rõ, Elizabeth không xứng đáng để nhận, Elizabeth chưa biết để xin, Elizabeth chưa kịp mở miệng để mà mong ước. Mẹ đến, Chúa đến. Đó là ơn vô điều kiện. Cho nên khi mà gặp Đức Mẹ một cái là Elizabeth quỳ ngay lập tức. Một người vai trị, một người lớn tuổi mà phải thốt lên, làm sao tôi được hạnh phúc là mẹ của Chúa tôi đến viếng thăm tôi. Cho nên đúng ra lời đó là phải lời của chúng ta này, lời của nhân loại. Lạy Chúa, làm sao con được xứng đáng để Chúa đến nhà của con. Cho nên trước khi chúng ta rước lễ, trong mỗi một thánh lễ, ta nói thế này:
Lạy Chúa, con không xứng đáng để Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thôi, thì linh hồn con sẽ lăn mặt ngay, bởi vì chúng con không đáng. Cho nên tất cả những ơn Chúa ban qua cho mẹ, mẹ không xứng đáng, rồi qua mẹ đến với chúng ta cũng không xứng đáng. Cho nên Đức Maria là kiệt tác tuyệt vời, hoàn hảo nhất trong công trình sáng tạo, và nhất là trong công trình cứu độ của Đức Kitô mang cho chúng ta. Lý do thứ ba, Đức Mẹ trở nên mẹ của lòng thương xót là bởi vì mẹ được Thiên Chúa đặt làm chiếc cầu nối giữa nhân loại với Thiên Chúa. Trong tất cả những sự kiện Thánh Kinh ghi lại có hình ảnh Đức Mẹ trong đó, ta thấy mẫu số chung thế này, là trong tất cả những biến cố đó, biến cố truyền tin, biến cố thăm viếng, biến cố Đức Mẹ làm xin Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên tại Cana, biến cố tại Canve, biến cố giáo hội tiên khởi ở trong lễ ngũ tuần, tất cả những biến cố có sự hiện diện của Đức Mẹ, Đức Mẹ luôn đóng vai trò là người trung gian giữa nhân loại với Thiên Chúa. Mặc dầu theo nghĩa của thần học, Đức Maria không phải là đấng trung gian theo nghĩa tuyệt đối, bởi vì theo nghĩa tuyệt đối chỉ riêng Đức Kitô mới là đấng trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Nhưng Thiên Chúa cho phép Đức Mẹ đóng cái vai trò đó theo nghĩa của tương đối, nghĩa là sau Chúa Giêsu đó thì Đức Mẹ là chiếc cầu nối duy nhất giữa nhân loại với Thiên Chúa. Trong biến cố truyền tin chẳng hạn, đấy, Thiên Chúa dư sức để mà bắt ép Đức Mẹ nhận lời. Như ngày hôm qua chúng ta chia sẻ, một trong những đặc tính của tình yêu là gì? Là phải có sự tự do. Thiên Chúa tôn trọng cái sự tự do đó của nhân loại, và Ngài tôn trọng sự tự do của Đức Maria. Tuy Thiên Chúa đã chuẩn bị trong cung lòng mẹ đầy đủ ân sủng, giống như Thiên Thành Gabriel nói, kính chào đấng đầy ân sủng. Mẹ được đầy ân sủng, nhưng không phải vì vậy mà Thiên Chúa ép Đức Mẹ để Đức Mẹ bắt phải làm. Thiên Chúa chỉ ngỏ lời và xin Đức Mẹ cộng tác. Và khi Đức Mẹ biết đây là công trình vĩ đại, vượt quá cái sức hiểu biết của con người, của chính mẹ, mẹ chỉ biết cúi đầu để xin Chúa hãy dùng con cách nào tùy ý Chúa. Cho nên giây phút truyền tin, mẹ đã được trở nên là chiếc cầu nối giữa một nhân loại tội lỗi và một Thiên Chúa quyền năng. Rồi giây phút thăm viếng chẳng hạn, Đức Mẹ cũng đóng vai trò là người trung gian. Qua Đức Mẹ, Elizabeth và người con trong lòng của Elizabeth là Gioan Tẩy Giả cũng được nhận ơn, là bởi vì qua sự hiện diện trung gian của Đức Mẹ. Rồi tiệc cưới Cana cũng bởi vì sự can thiệp của Đức Mẹ, cho nên tiệc cưới Cana có rượu, mà rượu còn ngon hơn tất cả những rượu trước đó. Rồi sau đó trên đồi Canve, cũng qua sự hiện diện của Đức Mẹ ở trên đồi Canve, mẹ lại đóng vai trò là một người trung gian giữa Thiên Chúa với nhân loại. Chúa Giêsu nói, thưa bà, đây là con của bà này. Mẹ ơi, đây là con của mẹ này. Rồi quay qua giáo hội, con ơi, đây là mẹ của con này. Chúng con hãy nhận đi. Có nghĩa là Chúa Giêsu xin Đức Mẹ làm người trung gian, làm người lo bảo hộ cho giáo hội khi mà Chúa Giêsu không còn ở đây nữa. Tuyệt vời. Rồi sau này, mặc dầu Thánh Kinh không nói là Chúa hiện ra với Đức Mẹ, Thánh Kinh chỉ nói rằng ngày đầu tiên của ngày Sa-bát thì bà Maria và các bà đạo đức khác chạy ra viếng mồ, thì không gặp Chúa. Chúa hiện ra với các bà đầu tiên. Nhưng chúng ta thử nghĩ mà xem, Chúa có bao giờ hiện ra với Đức Mẹ không? Dĩ nhiên là có. Mẹ của mình không hiện ra, hiện ra với ai bây giờ? Nhưng chúng ta biết một điều thế này,
Dù Chúa hiện ra với Đức Mẹ đầu tiên, Đức Mẹ cũng không có bô bô đi khoe. Bởi vì nếu Đức Mẹ có cái tật đi khoe đó, thì ngay sau biến cố truyền tin, Mẹ đã khoe cho cả thế giới biết rồi. Thánh Lăng Phong Xô nói thế này: Đức Mẹ quá kín đáo, kín đến độ sau khi biết là Chúa sẽ thực hiện công việc là trở nên người trong lòng của mình, Mẹ kín đến độ Mẹ không nói một lời với cả Thánh Giuse nữa cơ. Và bởi vì Mẹ im thiên thiết, Mẹ không khoe, Mẹ không có bô bô, cho nên với Thánh Giuse không biết ti mô gì cả. Và chính bởi vì Thánh Giuse không biết một điều gì, cho nên lại càng hoang mang, càng nhiều câu hỏi. Cho nên Thánh Giuse mới có cái lối suy nghĩ thôi, mình chẳng hiểu chẳng biết gì, mình lui về bóng đêm đi, để cho Chúa làm gì Chúa làm. Tại sao Thánh Giuse phải có những suy nghĩ đắn đo như vậy? Là bởi vì Đức Mẹ không nói. Mà tại sao Đức Mẹ không nói? Là bởi vì cái lòng khiêm tốn Đức Mẹ tuyệt đối. Mà Thánh Phong Xô nói rằng Ngài không nói là không nói. Còn bây giờ thì chúng ta thấy ai cũng nói hết ấy. Có những người nói ngày nào Chúa hiện ra với con cả, Mẹ hiện ra rồi Chúa hiện ra. Nhiều khi mình nghe nhiều, mình bảo kỳ này Chúa hơi quẩn, Đức Mẹ hơi quẩn. Nhưng mà có nhiều người cái gì cũng khoe hết ấy. Mà một điểm rất rõ thế này, thưa quý vị, những người khoe suốt như vậy đừng tin tưởng và không đáng tin tưởng. Bởi vì các thánh nói rất rõ, một dấu hiệu rất rõ của đức khiêm tốn là họ không bao giờ nói. Bởi vì họ tin rằng nếu Chúa muốn nói, Chúa có 1001 cách để cho thế giới biết, không cần ta phải lăng xăng lăng xăng. Chúa có dư cách để mà Chúa làm. Mà trong khi đó ta cứ như con lăng quăng vậy đó, ta lăn đằng này, ta ngửa đằng kia, rồi ta đi cho cả thế giới biết mình làm được có chút thôi, rồi mình thấy gì chút thôi, mình làm vĩ đại như thể là mình là cái rốn của vũ trụ vậy đó. Mình làm cho mọi người biết là mình là người quan trọng. Tiếng Mỹ gọi là I am somebody, mình là một người nào đó quan trọng lắm. Rồi mình nói ra mà ai đó chẳng hạn không tin, hay là đặt lại vấn đề, bắt đầu đụng đến sự tự ái của mình đó nha. Trước đây thì đóng vai trò đạo đức thánh thiện ghê gớm lắm, nhưng mà thử đụng đến coi, tôi chửi cho mà nghe. Đó. Mà chửi cũng rất giòn, đọc kinh cũng giòn nữa cơ. Cho nên nó đi ngược đời vô cùng tận, để thử lòng của những con người có Chúa thật, có đức khiêm tốn thật, cứ thử đụng đến cái tôi của họ đi. Người khiêm tốn xử rất khác, người kiêu ngạo xử rất khác. Là bởi vì sự tự ái của con người nó nổi cộm vô cùng tàn. Đức Maria đứng trên đồi Canvê, Mẹ đau, có nói là đau tột cùng, Mẹ đau kinh khủng, nhưng Mẹ không nói là không nói. Mẹ im thiên thiết, Mẹ không lên tiếng, và thậm chí trong đầu của Mẹ không một lời nguyền rủa cho cái đám này nó chết hết đi. Tạ ơn Chúa lúc đó không phải là các bà ngày nay. Chứ lúc đó mà các bà ngày nay mà Đức Mẹ, chắc là cái dân đó thì chỉ xong amen rồi, không có cách nào sống nổi hết á. Và thậm chí chúng ta bây giờ này, ai mà đụng đến cái tôi của mình sửa lỗi một chút thôi, hay là ai mà đụng đến con cái của mình, cháu chắt của mình, biết tay bà, biết tay tôi, mình không để yên. Bởi vì cái lòng tự ái, tự tôn của mình nó quá lớn. Nhưng Đức Mẹ, một người tuyệt vời, trong lòng thương xót và sự khiêm tốn, Mẹ không nói là Mẹ không nói. Cho nên trong tất cả các biến cố, Đức Mẹ luôn là đấng trung gian. Cho nên những gì Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài yêu thương qua cung lòng của Đức Maria. Những gì Thiên Chúa muốn ban xuống cho con người, Ngài muốn Đức Maria là người đại diện Thiên Chúa để đến với chúng ta. Một người Mẹ tuyệt vời như vậy, thì thử hỏi, đáng để cho chúng ta chiêm ngắm, đáng để cho chúng ta chạy đến,
đáng để cho chúng ta xin Đức Mẹ bảo hộ chúng ta không? Đáng chứ. Bởi vì trên trái đất này không có một người phụ nữ nào, không có một người mẹ nào tuyệt vời hơn là Đức Mẹ của chúng ta. Và một người đầy quyền năng như vậy, tại sao chúng ta không chạy đến? Tại sao chúng ta không chạy đến? Tại sao chúng ta không cứu với Đức Mẹ? Mẹ ơi, cứu con với. Một người mẹ nhìn xuống thấy con của mình nó đang khóc, nó kêu, làm sao mẹ không có rung động? Đấy, tất cả tâm hồn những người mẹ ngồi đây, khi nói về trái tim của người mẹ là các bà cảm nhận một cách sâu sắc nhất, thiết thực nhất tâm hồn của một người mẹ chúng ta. Mà đó chỉ là những người mẹ trần gian nhé. Huống hồ người mẹ của chúng ta trên thiên quốc, một người mẹ đã từng cưu mang con Thiên Chúa, đấng là tình yêu, là lòng thương xót, thì tự hỏi con lòng thương xót tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trong con người của Đức Mẹ, tràn ngập cả con lối suy nghĩ của Đức Mẹ. Tất cả thế giới của mẹ bây giờ là thế giới của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Bernardo với nói rằng, tôi hứa tất cả mọi người ai đến với Đức Mẹ sẽ không bao giờ phải về tay không. Không bao giờ về tay không. Cho nên chúng ta phải bám lấy Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ là kiệt tác lớn nhất và sẽ không bao giờ có một con người thứ hai. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi Đức Mẹ là mẹ của lòng xót thương. Nếu nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó để cầu nguyện với Chúa, thì hãy cầu nguyện với Đức Mẹ. Và xin yên tâm, đừng bao giờ thắc mắc hoặc là lo lắng, không biết là mình toàn là cầu nguyện với Đức Mẹ không à? Chúa có buồn, có ghen không? Chúa không buồn, không ghen. Chúa còn rất mừng khi chúng ta chạy đến với mẹ của người. Bởi vì trên thế gian này không ai yêu mẹ Maria bằng Chúa Giê-xu. Và ngược lại, không ai yêu Chúa Giê-xu bằng tâm hồn mẹ Maria. Cho nên đừng bao giờ sợ Chúa buồn bởi vì mình hay cầu nguyện với Đức Mẹ. Hoặc là ngược lại, có một số người thì cảm thấy cầu nguyện với Chúa Giê-xu thì gần gũi hơn. Thì không biết là Đức Mẹ là mẹ, Đức Mẹ có buồn không? Đức Mẹ không buồn. Bởi vì tất cả những ai đến với Đức Mẹ, mẹ đều cuối cùng ra dắt về với Thiên Chúa. Và đó là chóp đỉnh của Đức Mẹ. Thế cho nên ta chia sẻ về ba lý do đó, tại sao chúng ta được mời gọi để gọi Đức Mẹ là mẹ của lòng xót thương. Thì chúng tôi xin phép được chia sẻ đến một vài khía cạnh thực tế trong cuộc đời của chúng ta, làm sao để chúng ta bắt chước Đức Mẹ để thực thi lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời trên dương gian này. Thì chúng tôi cũng chia sẻ đến ba điều liên quan đến ba khía cạnh. Một là sự liên hệ giữa ta với Chúa, hai là sự liên hệ giữa ta với tha nhân, và ba là sự liên hệ với chính bản thân của mỗi người. Đầu tiên, liên hệ với Thiên Chúa. Ta được mời gọi để có một sự tín thác tuyệt đối đối với Thiên Chúa chúng ta. Thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa, điều đầu tiên của chúng ta đối với Chúa là buộc phải có sự tín thác. Cho nên trong những bức ảnh của lòng Chúa thương xót, ta luôn đọc câu lạy Chúa Giê-xu, con tín thác nơi Ngài. Là bởi vì vậy, là bởi vì lòng thương xót của Chúa đòi chúng ta phải có sự tín thác, mà sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đức Maria khi Ngài đụng chạm với Thiên Sứ Gabriel, Thiên Sứ Gabriel cố gắng diễn tả ý định và công trình cứu độ của Thiên Chúa, thì mẹ chẳng hiểu gì hết. Nhưng mẹ không hiểu không có nghĩa là Đức Mẹ không cộng tác. Khi mẹ biết cách thức của Thiên Chúa và mầu nhiệm của Thiên Chúa đi quá sự hiểu biết của con người, thì mẹ cúi đầu ngay, mẹ đầu phục. Tiếng Anh ta gọi là surrender.
khi đụng chạm với thế giới của Thiên Chúa, con người phải đầu phục. Tại sao chúng tôi nói đến điều này? Bởi vì nó rất quan trọng trong hành trình đức tin của chúng ta. Như Đức Mẹ đã biết cách thức Chúa hay đối xử với con người, cho nên tiệc cưới Cana tuy chưa đến giờ Chúa Giêsu, vậy mà Đức Mẹ vẫn nói với các gia nhân thế này: này nhé, người có bảo gì các anh hãy cứ làm, đừng cãi, đừng hỏi, đừng thắc mắc. Bởi vì Đức Mẹ biết cách thức Thiên Chúa đã đối xử với mình, mà những cách thức Chúa đối xử với nhân loại toàn là những cách thức rất nhiệm màu, đi vượt quá sự hiểu biết của con người. Mà nhiều khi những cách thức Chúa đối xử với mình ấy, ta không chỉ là không hiểu, đôi khi ta còn thấy nó kỳ quặc nữa cơ. Nó khó nghe, khó biết, khó theo. Cho nên chúng ta cứ đặt câu hỏi suốt. Mà Chúa dựng chúng ta nên thì nó có cái lý trí và nó có ý chí của nó. Bổn phận của lý trí khi đứng trước một sự kiện nào thì nó luôn tìm cách để mà tìm hiểu coi sao cái này nó là cái gì, nên làm hay không nên làm. Và đó là bổn phận của lý trí. Thì sau khi lý trí nó biết sự kiện đó là cái gì, nên làm hay không nên làm, thì nó nói xuống với ý chí của mình: này, đây là hoa trái, tôi đã suy nghĩ điều nghi này, cái này nên làm này. Thì lúc đó bổn phận của ý chí là phải lắng nghe lý trí nói. Nhưng ý chí, bởi vì nó cũng có cái sự tự do riêng của nó có thể đi ngược lại lý trí. Ý chí nên nghe theo lý trí. Nhưng trong lãnh vực giữa chúng ta với Thiên Chúa đó, thì lý trí không còn chỗ đứng nhiều nữa. Phải nhường bước cho lãnh vực của đức tin. Là bởi vì chúng ta đang đối diện với một thế giới vượt quá sự hiểu biết và giới hạn của con người. Cho nên khi lý trí chúng ta làm việc hết sức của nó rồi mà vẫn không hiểu, xin đừng có dày vò, đừng có quá mệt mỏi, đừng tìm đủ mọi cách để cho đến khi nào tôi hiểu rõ được thì tôi mới làm. Ví dụ, một người sửa soạn đi tu chẳng hạn, nó vô tìm hiểu ơn gọi xong thì mặc dầu trong lòng của nó cảm thấy là Chúa đang thúc đẩy nó đi tu, nhưng bởi vì lý trí nó cũng nói là điều này là điều nên làm, điều này là điệp hạp với ngươi. Nhưng bởi vì một người trẻ vẫn tiếp tục thắc mắc và muốn tiếp tục lý luận điều này có nên hay không, thì cứ suy nghĩ hoài, thì bắt đầu một người trẻ có thể nó nghĩ thế này: lạy Chúa, bởi vì con biết cái nào nên làm hay là không nên làm, xin Chúa cho con một dấu lạ đi. Nghe quen đúng không ngươi? Hay là có một người thế này, có cái cô kia, bạn của mình, cố quen như vậy là tất cả nó là ba anh, thấy anh nào cũng tốt hết đấy. Thế cuối cùng cô bối rối, có lần cô đến Cha Long: xin cha giúp cho mình chút được không? Tưởng giúp chuyện gì. Hôm đó đến, cô kéo cả ba anh chàng đứng trước mặt cô. Cô bảo Cha Long nghĩ em nên lấy cái anh nào. Bảo trời, dù lấy anh nào mắc bớ gì đến tôi. Nhưng mà ý của nó muốn nói đó là anh nào cũng tốt, có cái tốt, có cái xấu, bây giờ biết lấy thằng nào bây giờ. Thì nó dựa vào cái lời khuyên của người khác, rồi nó còn cầu nguyện rằng: lạy Chúa, xin cho con cái dấu rất rõ để biết thằng nào trong ba thằng này là điều con nên lấy. Thế mình mới nói nó thế này: ở du chờ đi, chờ đến Tết Congo mới thấy dấu lạ. Bởi vì Chúa không nói đâu. Ai mà cứ đòi dấu lạ là con nên làm cái gì đó, nên đi tu hay không nên đi tu, đừng chờ. Là bởi vì Chúa thường đối xử với chúng ta một cách không minh bạch, luôn có lãnh vực đức tin trong đó. Cho nên nhiều khi có nhiều chuyện xảy ra cho gia đình của mình, cho cuộc sống riêng tư, đời sống thiêng liêng của chúng ta, ta không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi, xảy ra với gia đình của tôi, ta không hiểu. Mà nhiều khi ta nghĩ rằng: lạy Chúa, xin Chúa ấy cất cái căn bệnh này đi, xin Chúa ấy lấy vấn nạn này đi khỏi gia đình của con, thì có lẽ tốt hơn. Mà tốt thật chứ không phải là không. Nhưng cái nhìn của Chúa nó toàn diện hơn chúng ta nhiều.
nó toàn diện lắm. Chúng ta chỉ nhìn được có một cái à. Mà ta nhất định bắt Thiên Chúa là phải xử theo cách của chúng ta nghĩ. Đây mới là điều tốt nhất cho con Chúa ạ. Tốt nhất cho gia đình con. Ta cầu nguyện đi cầu nguyện lại, rồi ta đâm bực mình. Lạy Chúa, chắc Chúa không có hiện hữu. Là bởi vì con cầu nguyện quá sức mà Chúa không có lắng nghe con. Gia đình con vẫn te tua, bản thân con vẫn bị bầm dập. Có nghĩa là tại sao vậy Chúa? Ta chỉ nhìn có còn con à. Chúa nhìn toàn diện và Chúa vẫn để chuyện đó xảy ra. Cho nên khi đối diện với những cái bối cảnh liên quan đến đức tin, chúng ta buộc phải bắt chước Đức Mẹ đầu phục, đừng cãi. Cho nên Đức Mẹ nói với các gia nhân tại tiệc cưới Cana, người có bảo gì cứ làm, đừng cãi con ạ. Bởi vì đó là cách Chúa đã đối xử với mẹ rồi. Đừng cãi con ạ, hãy cứ làm. Cho nên phải tín thác vào Chúa, tin rằng Chúa có cách thức để lo cho chúng ta, lo cho gia đình của chúng ta, giáo xứ chúng ta, giáo hội của chúng ta. Cách thức nào tốt đẹp nhất Chúa biết, và chỉ Chúa biết. Phần chúng ta được mời gọi chỉ để tín thác vào sự quan phòng của Chúa thôi, để cho Chúa làm. Ta đừng đóng vai là Thiên Chúa. Bởi vì nếu chúng ta cố gắng đóng vai là Thiên Chúa thì Thiên Chúa kia không còn chỗ đứng trong đời sống và cách hành xử của chúng ta nữa. Thứ hai, trong sự liên hệ giữa chúng ta với tha nhân thì chúng ta được mời gọi để trở nên những cánh tay, những đôi chân của Chúa cho tha nhân. Và khi nói đến điều này, chúng tôi có ý muốn nói đến những khía cạnh của lòng bác ái đối với anh chị em chung quanh mình. Nếu chính Thiên Chúa đối xử tốt với chúng ta, Ngài không bỏ cuộc chúng ta, cho dẫu chúng ta tội lỗi như thế nào. Nếu Đức Mẹ luôn kề bên chúng ta, cho dẫu ta chẳng bao giờ chạy đến Đức Mẹ, thì chúng ta cũng vậy. Được mời gọi để đối xử bác ái với tha nhân. Mà khi nói đến tha nhân thì ở đây không có nghĩa là chỉ những người trong gia đình của chúng ta, những người ta dễ quen, dễ mến, dễ hạp nhé. Khi nói đến tha nhân là nói đến toàn tất cả mọi người mà chúng ta có dịp để chúng ta đụng chạm, kể cả những anh chị em ta không quen, không mến, không hạp. Và ngay cả những anh chị em, đôi khi họ vô tình hay hữu ý xúc phạm đến cả chúng ta nữa. Thì đối với tha nhân, thì chúng ta làm sao đó để có những cụ thể như thế này. Thứ nhất là chúng ta hãy nghĩ tốt về cho người khác trước đi. Thường chúng ta hay có cái cám dỗ, và thường hay xảy ra là ta hay thấy những cái xấu của anh chị em của mình dễ hơn là thấy cái tốt của họ. Không hiểu sao cái gì mà nó xấu của người khác ta dễ thấy lắm nha. Nhìn một chút thôi đã thấy hết. Mà cái tốt của họ làm trần ân ngay trước mặt mà mình không thấy gì nha. Ví dụ về gia đình vợ chồng của mình chẳng hạn, lập gia đình xong rồi mình về toàn thấy cái xấu của vợ mình, toàn thấy cái xấu của chồng mình. Mà trong cái đó vợ làm quần quật ở trong nhà bếp, lau hết bàn, ghế, giặt rũ quần áo, thậm chí cho những ông chồng mà nhiều khi xin lỗi dùng một chữ là hơi lười biếng nữa kìa, chẳng bao giờ đụng đến cái quần áo của mình. Vợ lo hết từ đầu đến cuối. Mà khi hỏi về hỏi cái tốt của chị là gì, con chẳng biết cha, con nghĩ hoài chẳng biết bà có tốt, có cái tốt gì. Bởi vì khi mà gặp những vợ chồng có vấn đề đó, thì thường chúng tôi hay hỏi là chồng hãy liệt kê những cái tốt của vợ trước khi nói đến cái xấu. Bởi vì nói ông hỏi mấy ông hay hỏi mấy bà liệt kê những cái xấu, trời họ viết nhanh lắm nha. Họ viết rất nhanh, một cái hàng dài này này. Nhưng mà khi hỏi là cái nào tốt của anh, cái nào tốt của chị, bắt đầu gãi tóc gãi tai, nhớ hoài mà không ra. Bởi vì chúng ta rất dễ để thấy cái rằm ở trong con mắt của những người khác. Chúa Giê-xu nói rồi. Mà trong khi đó trong cái con người của mình cả một cái đà nằm ở trong đó, ta không thấy.
ta dễ thấy cái xấu của người khác, nhưng rất khó để thấy cái xấu của chính mình. Đi xưng tội chẳng hạn, đấy, nói xấu về người khác, về vợ chồng mình rất dễ, hay của người khác rất dễ, nhưng để mà kể tội của mình sao nó khó khoa đi. Và nhất là sau thời Covid 2-3 năm, bây giờ đi xưng tội lại, thưa cha thú thật, thời Covid con chỉ ở nhà, con có làm gì sai đâu. Thực sự thiếu điều con cũng tự nghĩ mình làm thánh, tại vì con chẳng làm gì sai cha. Mà hỏi xưng tội bao lâu rồi, dạ thưa cha 3 năm rồi con chưa đi xưng tội, mà cũng không biết làm tội gì nữa cơ. Rồi cho đến bây giờ họ vẫn còn đi tham dự thánh lễ trực tuyến online. Cho đến bây giờ nhé, chứ không phải là lâu rồi. Cho đến bây giờ nhiều người vẫn còn cái thói là nằm trên giường đi lễ online. Trời nó ngon thế em biết nữa. Cứ sáng ra mở mắt bấm cái lễ lên, làm cho giấc nữa mở mắt dậy lễ hết. Ôi sao hôm nay lễ ngắn thế ta. Lễ vậy thì thôi ai chẳng đi lễ được. Ngày nay vẫn còn có nhiều người như vậy. Vậy mà vô tòa giả tội, tìm hoài không ra tội của mình. Khổ thế. Thế cho nên là đầu tiên khi đối diện với tha nhân, chúng tôi xin đề nghị thế này. Trước khi chúng ta nghĩ xấu cho họ, cho dẫu hành vi và lời nói của họ có vẻ là xấu, nhưng chúng ta hãy nghĩ tốt về họ. Nghĩ rằng chắc phải có lý do gì họ mới nói câu nói đó. Chắc bởi vì họ bị giới hạn về sự hiểu biết của họ, cho nên họ mới hành xử như vậy. Ta hãy tìm ra những cái excuse, những cái lý do để biện minh cho hành vi xấu của họ, thay vì ta quá nhanh để mà kết án về một lời nói hay một hành vi nào của bất cứ ai. Từ từ đã, khoan đã nghĩ xấu về họ, bởi vì ta không biết họ đang nghĩ gì. Cho nên tốt nhất là hãy nghĩ tốt cho anh chị em của mình. Đừng xét đoán, đừng vặt lá tìm sâu trong cuộc đời của những anh chị em khác. Bởi vì nếu Thiên Chúa vặt lá tìm sâu cuộc đời của mình, thì chắc chẳng ai trong chúng ta xứng đáng để hưởng ơn sủng, lòng thương xót của Chúa đâu. Mà nếu Thiên Chúa không vặt lá tìm sâu cuộc đời của chúng ta, thì Chúa cũng muốn chúng ta đừng bao giờ vặt lá tìm sâu cuộc đời của những anh chị em khác, cho dẫu họ là những con người như thế nào đi chăng nữa. Bởi vì vẫn còn có Chúa ở đó. Ta đừng đóng vai là những quan án quan tòa. Bởi vì cẩn thận, ta xét đoán anh chị em chúng ta như thế nào, trong ngày sau hết đứng trước tòa phán xét của Chúa, Chúa sẽ xét chúng ta dựa trên tiêu chuẩn ta đã xét đoán và lên án anh chị em của mình khi còn sống trên dương gian. Cho nên hãy là cánh tay nối dài của Chúa, hãy là con tim của Chúa. Bởi vì ngày nay một Đức Giêsu Kitô bằng xương bằng thịt không còn ở với chúng ta như cách đây hơn 2000 năm, nhưng còn đó là những trái tim còn đập. Những trái tim bằng xương bằng thịt là chúng ta. Thiên Chúa trở nên một với chúng ta rồi. Và nhất là sau biến cố phục sinh, thì Đức Kitô ở trong mỗi một con người, cách riêng những Kitô hữu là những Kitô khác của nhân loại. Mà nếu Thiên Chúa đối xử rất tốt với chúng ta, thì không có lý do nào để ta quay ngược lại đối xử quá tàn nhẫn đối với anh chị em của mình. Thế cho nên là chúng ta làm sao đó để chúng ta đối xử rất tốt với anh chị em của chúng ta. Và đó là cách thức để ta cử hành lòng Chúa thương xót. Điểm cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ đó là sự liên hệ đối với chính bản thân của mỗi chúng ta. Và khi nói đến khía cạnh này, chúng tôi muốn nói đến việc chúng ta cần phải sống thật với chính mình. Lòng thương xót của Chúa đòi hỏi chúng ta phải sống thật với chính mình. Đừng là những biệt phái của ngày xưa nữa. Mặc dù ngày nay cũng còn rất nhiều Pharisêu ở trong thiên niên kỷ thứ ba của chúng ta. Và khi nói Pharisêu là nói đến những con người bề ngoài có vẻ đạo đức, nhưng bề trong
là một sự thối nát. Chúa Giêsu ghê tởm và lên tiếng chỉ trích, lên án những con người biệt phái khi xưa thường hay lấy tiêu chuẩn đạo đức của chính mình để đè bẹp những anh chị em khác, mà trong khi đó chính bản thân mình thì mình lại quá giả dối. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến về cái khía cạnh là hãy nhìn nhận một cách thực tế những cái khiếm khuyết của chính mình, giới hạn của chúng ta, để chúng ta khiêm tốn lại. Bởi vì nếu chúng ta không có khiêm tốn nhìn nhận những cái khiếm khuyết của mình thì ta sẽ thấy mọi anh chị em đều là những người có lỗi, còn chúng ta không bao giờ có lỗi. Cho nên hai cái vế này nó đi đôi với nhau. Để có thể đối xử tốt với anh chị em, đòi buộc chúng ta phải có sự nhìn nhận rất thực tế đối với bản thân của chúng ta. Hãy coi lại xem chúng mình có khiếm khuyết không. Trong bất cứ vấn nạn nào, dù là vấn nạn giữa vợ chồng, gia đình, con cái, hay là đời sống tu của chúng tôi chẳng hạn, những vấn đề nó lỉnh kỉnh xảy ra trong cộng đoàn hay là đời sống mục vụ, trong mọi vấn đề bao giờ cũng có lỗi của cả hai bên, chẳng ai vô nhiễm hết ấy. Ngoài Đức Maria không ai là người vô nhiễm. Mà nếu chúng ta đấm ngực nói tôi cũng không phải là người vô nhiễm, có nghĩa là cách này cách khác chúng ta cũng có lỗi ở trong bất cứ vấn đề nào xảy ra trong cộng đoàn, trong gia đình và trong sự liên hệ giữa chúng ta với nhau. Mà nếu ai cũng khiêm tốn nhìn nhận những cái khiếm khuyết của mình thì bảo đảm vấn đề sẽ được giải quyết êm xuôi, hòa nhã. Còn nếu không, ta chỉ đổ tội cho nhau không à, thì giống như Adam và Eva đổ tội cho nhau, mà đổ tội cho người khác không được thì đổ tội cho con vật. Chúng ta đổ tội cho mọi người, mọi nơi, mà còn chúng ta không bao giờ nhìn nhận. Để kết thúc, chúng tôi xin đề nghị thế này. Có 5 điều bản thân chúng ta cần phải tránh khi nói về chính bản thân của mình. Đây là 5 cái tham mà khi đối với bản thân mình dễ bị lắm. Thứ nhất, đó là tham ăn. Ăn không phải là vấn đề ăn uống. Ăn theo nghĩa là ăn chơi, có nghĩa là lười biếng đấy. Chúng ta không làm việc, chúng ta bắt người khác làm, ta lại không làm. Chúng ta expect, đặt kỳ vọng vào người khác, trong khi đó ta lại rất ươn lười ra. Cho nên làm sao thì làm, ta hãy tránh những việc mà tự mình hưởng thụ cho chính mình. Bởi vì nếu chúng ta hưởng thụ, có nghĩa là người khác là nạn nhân cho sự hưởng thụ của chúng ta. Trong đời sống gia đình của chúng ta cũng vậy. Chồng mà bắt vợ làm hết để rồi mình chỉ là enjoy thôi, thì chắc chắn một người hưởng thụ thì người kia phải là nạn nhân. Cho nên làm sao tránh ăn chơi. Thứ hai là chúng ta tránh vấn đề tham tiền. Dĩ nhiên tiền ai lại chẳng thích, nhưng mà đừng bao giờ để tiền ảnh hưởng đến cuộc sống đức tin của chúng ta. Tiền nó control mình, điều khiển mình đến nỗi những giờ, ví dụ như vấn đề Chủ nhật đi lễ mà ta không có đóng cửa được, không có dành riêng được 1-2 tiếng để cha ta đến với Chúa, rồi không có giờ đối với gia đình, không có giờ để mà vợ chồng, cha mẹ, con cái ngồi lại đọc kinh với nhau, thì chúng ta có vấn đề lớn. Cho nên đối với bản thân của mình, làm sao để tách ra việc mà chúng ta tự làm nô lệ cho tiền của chúng ta. Thứ ba là tránh tham quyền. Quyền ai cũng muốn, và nhất là quyền làm cho chúng ta trở nên một người nào đó quan trọng, trở nên cái rốn của vũ trụ. Cho nên làm sao đó để chúng ta cẩn thận vô cùng, đừng bao giờ vì quyền mà chúng ta bám vào quyền để chúng ta làm những chuyện khác. Bởi vì cứ một ai mà có quyền một chút là người ta tỏ ra mình là thế này thế kia, mệt lắm. Trong giáo hội của chúng ta xảy ra nhiều chuyện là cũng chỉ vì người ta bám vào quyền lực quá nhiều. Thứ bốn là chúng ta tránh sự tham vọng. Kỳ vọng ai cũng có, nhưng tham vọng phải rất cẩn thận. Bởi vì tham vọng có thể giết chết
đời sống giữa vợ chồng, giết chết đời sống mục vụ của chúng ta và giết chết đời sống thiêng liêng của chúng ta. Bởi vì chúng ta cứ phải chạy theo những cái ảo ảnh ở ngoài kia để rồi chúng ta cảm thấy mình feel good, tốt thế này thế nọ. Cho nên cần phải tránh những sự tham vọng. Và cuối cùng, cái tham cuối cùng đó là vấn đề tham nhũng. Nói tham nhũng thì chắc có lẽ quý anh chị em cũng hiểu. Đừng bao giờ chỉ nghĩ rằng ở Việt Nam mình mới có tham nhũng nhé. Tham nhũng khắp mọi nơi, ngay trong xã hội Mỹ cũng vậy, chúng ta cũng dễ bị tham nhũng lắm. Tham nhũng vào công quỹ, tham nhũng trong đời sống gia đình, tham nhũng trong đời sống giáo hội, tham nhũng trong đời sống hội dòng, ở khắp mọi nơi. Đấy, Đức Thánh Cha Francisco mới cải cách Vatican trong vấn đề tài chánh, bởi vì thấy nó lung tung quá, lem nhem quá. Cái quyền nó đi sát với tiền, với tham vọng, với vấn đề dẫn đến cuối cùng là vấn đề tham nhũng thôi. Tham nhũng xảy ra là bởi vì người ta dùng quyền, lạm dụng quyền người ta có để mang lại lợi ích cho bản thân, có thế thôi. Mà khi người ta mất quyền thì người ta mất tiền luôn, mà người ta mất luôn cái sự tham nhũng, bởi vì còn quyền đâu mà tham nhũng. Cho nên tham nhũng nó đi theo mấy cái điều kia. Cho nên ta hãy cẩn thận. Khi ta tránh được những cái điều này thì chúng ta mới có thể mở rộng tâm hồn để chúng ta bắt đầu nghĩ đến cho tha nhân, nghĩ về Thiên Chúa. Thì đây là một vài điều gợi ý rất thực tế để tất cả chúng ta, mặc dù vẫn biết thân phận chúng ta là những con người tội lỗi yếu đuối, còn nhiều điều phải làm, nhưng chúng ta cũng cùng lúc đấm ngực mà nhìn nhận một cách rất thiết thực, chúng ta còn nhiều vấn đề của con người. Nhưng không phải vì những vấn đề đó mà ta thất vọng, chán nản về bản thân của mình, bởi vì còn đó là một Đức Giê-xu, là hình ảnh của lòng thương xót Chúa Cha. Thiên Chúa vẫn yêu chúng ta với một tình yêu muôn thuở, cho dẫu chúng ta như thế nào. Và cũng vậy, Đức Mẹ sẽ luôn dõi theo con của Mẹ là tất cả chúng ta, cho đến khi nào chúng ta đạt đến quê trời ở với Đức Mẹ. Thì chúng ta cũng vậy, cùng một niềm thao thức với Thiên Chúa của lòng xót thương, của tình yêu, với Đức Mẹ là Mẹ của lòng xót thương, xin cho chúng ta cũng trở nên một hình ảnh tuyệt vời của lòng Chúa xót thương trong thế giới ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn.